Bố mẹ cháu đâu? Ê, con cá trắng này. Có dê không? À, có dê. Và hỏi có bố mẹ không thì lắc đầu, thương lắm. Bố mẹ em đâu? Tí nữa bạn nấu hộ cháu nồi cắm lợn, cháu đi làm hàng rào cho lợn nhé. Quay lưới vào không mà nó ra nó phá đồ của họ.
Nó thích ăn cái lá này lắm. Thích ăn lắm. Thank you.
Giống mấy hôm này giống này dắt nó sống dễ không hơn tháng ha, một tháng sau là lại mang cà chua đi bán rồi bà gửi mấy giống thôi. Ở đây đấy, bố mẹ cháu đâu? Thương thế, cháu không có bố mẹ à? Sao hả? Quần áo bẩn hết rồi, không nhẹ là quần tay. Lạnh này mà cháu không có tất tiếc gì à? Thương thế.
cáu nhá. Hai cáu tiền nhá. Đây, con cá táo này. Cháu có rét không? Cháu có rét không? Con xem nào. Cháu ở đây có rét không? Có rét không? À, có rét. Ốm à, cháu ốm à? Cháu mũi rồi. Thương cháu thế. Cháu con bé thế này ngồi đây cô không yên tâm đâu. Ở đây sợ lắm. Hay là cháu về nhà với cô nhá. Cô về cô làm bánh cho cháu ăn khỏi đói nhá. Nhà cô ở ngay kia thôi, cô đưa cháu về với cô nhá. Đồng ý không? Đồng ý á. Cô xem nào, cô xem mặt nào. Ốm rồi. Về cô lấy khăn rửa mặt, rửa tay chân cho xong là cô làm bánh cho cháu ăn nhá. Thì cháu cầm này đi, đi theo cô nè. Cô thương cháu ngồi đây cô không yên tâm đâu. Được không? Trời muốn mưa rồi cháu ạ. Cô lấy nón cho nhá, đội vào cho cẩn mưa nhá. Về với cô nha. Ôi, đi, đi, cô đưa cháu về. Cháu có đi được không? Ôi, về đến nhà cô rồi. Con có mệt không? Ăn kỵ hai tay vào nhau này. Đấy, rửa sạch đi cho nó sạch nhá. Buồn không? Buồn quá. Rửa chân cho, chân bẩn lắm này. Không biết rửa đâu mà. Ăn chuối nhá. Ăn tạm quả chuối đã nhờ. Không đói. Chuối có ngon không? Ngọt không? Ăn đi, thổi đã nhá, bỏng ấy. Cầm chắc vào đây, cầm vào giữa này này. Đấy, thổi đã, thổi xuống anh.
con chó đi ra. Lan không con? Lan đi. Con ăn đi. Cái áo này không sao đâu, bẩn cũng nữa. Vâng. Cháu ăn đi, cháu ăn. Đi ra, để bạn ăn lại nhé. Nam có tuyết à? À có tuyết á? Có những chỗ trên đỉnh núi cao mới có. Ngon mà vẫn đi ăn mà. Sáng nay đi chợ cháu thấy nó ở bên đường ấy, thế là cháu thương quá, cháu thấy nó bé quá cháu cũng không yên tâm nên cháu đưa nó về. Cháu ở đâu bà không biết. Bây giờ cháu về đây là bà hỏi thấy có bố mẹ không thì lắc đầu thương lắm. Bố mẹ em đâu? Bố mẹ của em đâu? Mẹ cháu đưa về. Cháu đưa về ngồi một mình đấy kiểu không yên tâm. Không tay con mình mà. Con ăn được. Ăn thôi. Đây không không phải tay không ngoan đâu. Đúng rồi. Đấy, em đừng ngoan. Như thế. Em ngoan, em xinh xinh đài lắm nè. Cháu thấy thương lắm. Ừ. Để cháu nó ở đây để mình nuôi thôi, thương nó lắm. Cháu cố gắng thì đi chợ bán các thứ kiếm tiền để cho nó đi học. Đi ăn học rồi là mua sữa thiết cho em, cho cháu. Hỏi bố mẹ ở đâu thì lắc đầu. Bố mẹ em ở đâu? Lắc đầu ấy, là chắc cũng chẳng có ai đến đón thương á. Cháu nghĩ là bây giờ cháu với bà cứ nhận bé nó về nuôi, xong là mình nhận nó con nuôi cũng được ạ. Bà nhất trí rồi, bà đồng ý lắm rồi, bà thương cháu lắm này. Cháu còn nhỏ mà bây giờ chẳng biết bố mẹ ở đâu. Đón cháu về đây nuôi cho cháu ăn học. Mấy kia cháu lớn đây nè. Cháu ngoan lắm đấy nhà. Cháu có đồng ý ở đây với cô không? Ở đây với cô với bà không? Bà vâng đi. Có đồng ý không? Thế cô nhận cháu là con nuôi nhá. Cháu còn cô là mẹ nhá. Ôi giời xinh quá. Cháu có tên không? Cháu có tên gì không? Không ạ. À? Cháu không biết tên cháu à? Thế cô gọi cháu là Bi nhá. Ôi giời, ngoan quá. Ôi. Bi ơi. Bi ơi. Dạ nè. Ừ.